Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chọn lựa là một trong những điều mà chúng ta thực hiện thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Có những cái chọn lựa đơn giản, có cái chọn lựa quan trọng hơn, thậm chí có những cái chọn lựa mà khi chúng ta đưa ra, nó sẽ đánh dấu cái định hướng cho cả cuộc sống của chúng ta. Có những cái chọn lựa về phương diện vật chất, cũng có những chọn lựa theo nghĩa tinh thần. Và thưa cộng đoàn, cái chọn lựa đấy, nó là sự phân biệt. Chỉ có con người chúng ta có khả năng chọn lựa. Các cái loài vật, nếu như có cái gọi là chọn lựa, thì nó chọn theo cái bản năng của nó. Còn con người chúng ta khi mà đưa ra một cái chọn lựa, chắc chắn nó phải trải qua một cái tiến trình rất dài, phân tích, lượng định, đánh giá, phán đoán, ý chí, ước muốn và sau đó chọn lựa. Và thưa anh chị em, có những cái chọn lựa rất dễ dàng, nhưng cũng có những cái chọn lựa không hề dễ một chút nào. Có những cái chọn lựa mà chúng ta phải trả những cái giá. Giống như người ta vẫn nói, mọi sự đều có cái giá của nó. Cái giá ở đây, chúng ta hiểu, đó có thể là cái giá trị trong cái chọn lựa của chúng ta. Chọn lựa một cái việc gì đó, một cái sự vật nào đó về vật chất, chắc chắn chúng ta nghĩ đến cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta. Khi chúng ta chọn mua một cái cây quạt, chúng ta nghĩ đến cái lợi ích nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự mát mẻ và thoải mái. Và cái giá của chọn lựa ở đây cũng hiểu là cái giá mà chúng ta sẽ phải trả. Cái giá chúng ta sẽ phải trả. Và ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, những lời của Chúa Giêsu cho chúng ta biết cái giá đó. Cái bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta rất biết rất rõ, những lời của Chúa Giêsu là trực tiếp với những người đang theo Ngài. Ngài đang đi trên đường và có rất đông người đang đi theo Ngài. Và những lời của Chúa Giêsu là trực tiếp với những người đang theo đó, không phải là với nhóm Pharisêu, kinh sư như chúng ta thường nghe trong tin mừng, cũng không phải là chỉ một nhóm nhỏ riêng, các tông đồ, các môn đệ của Ngài, nhưng với đám đông đang đi theo Ngài. Những người đang theo Chúa Giêsu ở đây chắc hẳn đã nhận ra được một cái sự lôi cuốn, một cái sức hút nào đó từ nơi Chúa, và họ bước theo. Nhưng mà Chúa quay lại, Chúa bảo họ: nếu chọn bước theo tôi, nếu chọn bước làm môn đệ của tôi, thì phải suy nghĩ, phải chín chắn và phải dứt khoát. Chúa Giêsu dùng hai cái dụ ngôn cho chúng ta thấy cái chọn lựa đấy, nó đòi hỏi rằng người ta phải tính toán, phải ước lượng. Cái câu chuyện dụ ngôn thứ nhất, một người xây một cái tháp, giống như khi chúng ta xây một căn nhà, thế thì chắc chắn chúng ta sẽ phải lượng định xem mình có đủ khả năng để xây hay không. Từ kinh tế, từ thời gian và nhiều yếu tố khác tác động, có xây nổi hay không. Khi chúng ta xác định chúng ta có khả năng chúng ta xây thì mới tiến hành xây. Còn nếu xác định mình không có khả năng mà xây thì chắc chắn nó sẽ dở dang. Câu chuyện dụ ngôn thứ hai Chúa Giêsu đưa ra, đó là hình ảnh một ông vua khi chuẩn bị giao chiến. Thế thì phải tính toán, tính toán làm sao với số quân của mình có đủ khả năng để chiến đấu với quân của đối phương hay không. Và thưa anh chị em, Chúa nói hai cái dụ ngôn đó để chúng ta suy nghĩ khi chúng ta chọn lựa theo Chúa. Chúng ta cũng sẽ phải tính toán như vậy. Tính toán không phải là để được thiệt hơn ở đời này, nhưng tính toán để ước lượng và sẵn sàng chấp nhận những cái giá. Vậy thì cái giá đó là gì? Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ba cái. Chúa Giêsu đưa chúng ta ba điều. Trước hết, ai muốn theo tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em thì không xứng đáng làm môn đệ của tôi. Chúng tôi những lời này sao nghe nó nghịch lỗ tai quá. Và những cái lời như thế vậy mà đối với một người chưa có đức tin, chưa hiểu biết về Kinh Thánh,
họ nghe như vậy thì họ khó chấp nhận lắm, khó chấp nhận lắm. Và đấy là cái cách người ta đã dịch, nó đã giảm nhẹ bớt đi rồi. Cái bản văn gốc của nó, Chúa Giêsu dùng từ mạnh hơn. Ai muốn theo tôi mà không ghét bỏ cha mẹ, anh chị em, vợ con thì không xứng đáng làm môn đệ của tôi. Tại sao Chúa Giêsu lại đòi hỏi chúng ta điều đó? Nghe nó nghịch lỗ tai quá. Chúa Giêsu còn dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù cơ mà. Thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là cái lối nói phóng đại và nhấn mạnh. Qua cái lối nói đó chúng ta mới hiểu được những cái chỗ khác ở trong tin mừng. Chúa Giêsu đòi hỏi cái thái độ theo Chúa nó phải là một thái độ dứt khoát. Dứt khoát và mạnh mẽ đến độ nếu tay anh làm cớ cho anh vấp phạm, hãy chặt nó đi. Nếu chân anh làm cớ cho anh vấp phạm, hãy chặt nó đi. Nếu mắt anh làm cớ cho anh vấp phạm, hãy móc nó ra. Chúa Giêsu không dạy chúng ta thò tay mà móc mắt, không phải như vậy. Nhưng đó là cái cách nói nhấn mạnh để cho thấy rằng cái chọn lựa theo Chúa nó thực sự là cái chọn lựa rất khó khăn. Và nó phải dứt khoát. Cái giá thứ hai mà Chúa Giêsu đòi hỏi ở trong tin mừng: ai bước theo tôi mà không chấp nhận vác thánh giá mình mà theo thì không xứng đáng làm môn đệ tôi được. Thưa anh chị em, thánh giá là những cái mà đôi khi chúng ta vẫn tìm cách để chúng ta tránh, chúng ta né. Không ai muốn thánh giá ập đến trong cuộc đời của mình. Thánh giá đây nó là cái hình ảnh biểu tượng của cái đau khổ, của cái sự dữ đôi khi nó xảy ra xung quanh chúng ta và thậm chí trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta. Có những cái thánh giá, có những cái sự dữ nó xảy ra mà chúng ta không thể nào hiểu được cái ý nghĩa trọn vẹn của nó. Và Đức Giáo Hoàng Francisco một lần Ngài đã nói rằng cuộc đời người Kitô hữu mà chối từ thánh giá thì cái cuộc đời đó không phải là Kitô hữu thực sự. Thưa anh chị em, thánh giá là những cái chúng ta sẽ phải đối diện, chúng ta sẽ phải vác lấy. Và chính Chúa Giêsu đã vác cái thánh giá ấy đi trước chúng ta, dẫn đường cho chúng ta. Cái giá thứ ba mà Chúa Giêsu đòi hỏi trong tin mừng: ai muốn theo tôi mà không sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi sự thì cũng không xứng đáng làm môn đệ của tôi. Từ bỏ hết tất cả mọi sự mình có không có nghĩa là chúng ta từ bỏ hết tất cả của cải, nhà cửa rồi ra đường sống. Không phải như vậy. Nhưng mà từ bỏ hết tất cả mọi sự ở đây hiểu theo nghĩa đừng có để cho bất cứ một cái giá trị trần gian nào ở trên thế gian này nó níu kéo, nó làm chủ chúng ta, khiến chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Và khi đó nếu xảy ra tình trạng đó thì thật khó để mà chúng ta có thể đáp ứng được những cái tiêu chí, những cái đòi hỏi của tin mừng Chúa Giêsu, những cái giá trị của nước trời. Thưa anh chị em, như tôi nói đầu lễ, ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 cũng là ngày chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta nhìn lên cuộc đời của Đức Mẹ để chúng ta thấy rất rõ cái chọn lựa của Đức Mẹ khi nói tiếng xin vâng, cái chọn lựa của Đức Mẹ khi mà Ngài hoàn toàn từ bỏ ý riêng của mình để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Bao nhiêu cái thánh giá Mẹ phải trải qua, bao nhiêu cái Mẹ phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí cả những cái tương quan ruột thịt, giống như trong tin mừng chúng ta nghe nhiều lần, khi Đức Mẹ cùng những người thân đến thăm Chúa Giêsu, các môn đệ vô báo: thưa Thầy, có mẹ và anh chị em Thầy đến thăm. Thì thay vì Chúa Giêsu niềm nở ra tiếp đón, Chúa Giêsu lại trả lời rất lạnh lùng: ai là mẹ tôi, ai là anh chị em của tôi? Đây, những người đang ngồi chung quanh đây, những người đang nghe tôi nói đây, chính là mẹ tôi, chính là anh chị em của tôi. Cái câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là cách mà Chúa khước từ những cái tương quan ruột thịt, tương quan thiêng liêng ở trần gian. Nhưng Chúa muốn chúng ta vượt qua khỏi cái giới hạn trong cái tương quan ấy để mở ra, để có khả năng mở ra sống cái tương quan mới mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, đó là tương quan nước trời. Ở nơi đó mọi người đều là anh chị em với nhau, và ở nơi đó chúng ta chỉ có một cha duy nhất là cha trên trời. Thưa anh chị em, khi nghe tin mừng ngày hôm nay, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại về ơn gọi
làm Kitô hữu, ơn gọi làm môn đệ theo Chúa Giêsu của mỗi người chúng ta. Cái con số người rửa tội rất đông. Một số quốc gia Tây Âu, cái số Kitô hữu trên danh sách có thể nói rằng là chiếm có những nước 80-90%. Nhưng thử hỏi trong 80-90% đó, có ai thực sự sống căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu? Có ai thực sự sống cái đòi hỏi của Chúa Giêsu trong tin mừng? Khó lắm. Mọi cái chọn lựa của chúng ta đều phải có cái giá chúng ta phải trả. Và ngày hôm nay, nhiều người, người ta sẽ chọn những cái giá trị của trần gian. Người ta khước từ cái thánh giá, cái sự hy sinh. Chẳng hạn như một số quốc gia công nghiệp Tây Phương, những nước phát triển, có nhiều người trẻ ngày nay họ lập gia đình nhưng họ không muốn có con. Họ khước từ chức năng làm mẹ. Một cái địa vị, một cái giá trị vô cùng cao quý. Bởi vì sao? Có con rồi, vướng bận, không có đi chơi được, không có thoải mái được. Và có nhiều người người ta chọn theo cái đó. Người ta chọn theo cái đó, không muốn hy sinh. Thế thì trong một cái xã hội như thế, trong một cái thế giới như thế, chúng ta suy nghĩ lại ơn gọi của mỗi người chúng ta. Ơn gọi chúng ta đã được lãnh qua bí tích rửa tội để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, để trở thành các Kitô hữu, thì ơn gọi đó cũng đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận những cái giá mà chúng ta thèm. Và những cái giá đó không phải nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái chọn lựa của chúng ta toàn những mất mát, toàn những mất mát, toàn những thánh giá, toàn những cái gì đó phải từ bỏ. Nó có ý nghĩa, có giá trị của nó. Và cái ý nghĩa, cái giá trị đó không thể cân đo đong đếm được bằng những cái giá trị ở trần gian này. Cái giá trị ấy là cái hạnh phúc vĩnh cửu, là cái quê hương nước trời mai sau. Amen.